Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-xu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giê-xu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng người bảo các ông: "Thầy đấy mà, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một sự kiện xảy ra với các môn đệ khi các ông đang ở trên thuyền đi về phía Ca-phác-na-um. Và lúc đó thì trời đã tối và sóng to gió lớn. Các môn đệ bắt đầu hoảng sợ và cố gắng chèo thuyền để mong có thể vượt qua hoàn cảnh nguy hiểm đó. Và trong cơn tuyệt vọng đó thì bỗng nhiên các môn đệ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu đi trên mặt biển để đến với các ông. Lời đầu tiên mà Chúa Giê-xu nói với các môn đệ đó chính là: "Chính thầy đây, đừng sợ." Và ngay lúc đó thì thuyền đã đến bờ nơi các ông định đến. Chúng ta có thể hình dung lúc ấy có lẽ các tông đồ cảm thấy một sự nhẹ nhõm khi Chúa Giê-xu đến với các ông trong lúc các ông đang gặp tình cảnh hiểm nguy như thế. Lời của Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng: "Chính thầy đây." Và các môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-xu. Ở đây đoạn Kinh Thánh muốn nói đến việc các môn đệ không chỉ nhận ra Chúa Giê-xu là một khuôn mặt quen thuộc, nhưng còn thực sự nhận ra Chúa Giê-xu là ai. Vậy thì Chúa Giê-xu là ai? Thưa Ngài vừa là con người và là Thiên Chúa. Ngài là đấng đầy quyền năng. Ngài có thể đi trên mặt biển đang sóng to gió lớn. Ngài là đấng nói với các môn đệ và tất cả chúng ta rằng: "Đừng sợ." Chính Ngài sẽ đưa họ vào bờ bình an. Và chính Ngài cũng sẽ đưa mỗi người chúng ta vào bến bờ bình an khi chúng ta cần đến Ngài. Trong mùa Phục sinh, chúng ta được mời gọi nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và luôn nhớ rằng Chúa luôn ở bên mỗi người chúng ta khi chúng ta gặp gian nan thử thách. Và chính Chúa Giê-xu cũng sẽ dùng quyền năng của Ngài để đưa chúng ta vào bến bờ bình an, như chính Ngài đã đến với các môn đệ khi các ông đang đối diện với hiểm nguy giữa cơn sóng to gió lớn. Xin cho chúng ta ngày hôm nay được lớn lên trong niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa, để chính quyền năng của Chúa giải thoát chúng ta, và qua chúng ta, quyền năng của Chúa cũng được thể hiện cho những anh chị em đang gặp khó khăn xung quanh chúng ta. Amen.